Ghi nhận lượt trận cuối bảng C, lượt đi vòng loại U17 quốc gia vừa diễn ra tại sân bóng đá Tân Hưng, thành phố Bà Rịa. Ở trận này, chủ nhà U17 Bà Rịa Vũng Tàu và U17 thành phố Hồ Chí Minh cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Trước đối thủ U17 thành phố Hồ Chí Minh đang đứng áp chót trong bảng đấu, U17 Bà Rịa Vũng Tàu tung vào sân đội hình đa phần là các cầu thủ dự bị. Chính vì vậy, dù chơi áp đảo nhưng U17 Bà Rịa Vũng Tàu không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn như 3 trận đấu đầu tiên. Ngay cả khi huấn luyện viên Doãn Nhật Tiến thực hiện một số điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2, chất lượng chuyên môn và tính đột biến trong lối chơi vẫn không được cải thiện nhiều. Đó cũng là lý do khiến U17 Bà Rịa Vũng Tàu để thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa không bằng thắng. Với kết quả này, U17 Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là đội đứng đầu bảng C sau khi lượt đi khép lại. Nhưng với 10 điểm sau 4 trận, khoảng cách giữa U17 Bà Rịa Vũng Tàu trước đội xếp nhì bảng U17 Bình Dương chỉ có 1 điểm.